tin của Christy. La 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 la. Mình phải vào nghe bài tập luyện ngày hôm trước thầy Peter đã dặn mới được. Nhất định lần kiểm tra lần này mình phải đạt điểm cao nhất lớp. Ôi, máy tính của mình bị làm sao thế này? Sao thế Christy? Tớ mở email để vào đường link thầy Peter đã gửi để luyện nghe. Nhưng khi tớ nhấp chuột vào chỗ tải tài liệu tại đây thì có hiện ra một ô thông báo màu đỏ. Tớ vội nhấp chuột vào ô đó thì màn hình máy tính của tớ chỉ còn một màu đen thôi. Tớ phải làm sao đây Rob ơi? Cậu bình tĩnh nào. À, tớ nghĩ ra rồi. Cậu nghĩ ra gì rồi hả Rob? Cậu có nhớ buổi học trước thầy Peter đã chỉ cho bọn mình một phần mềm tương tác trên máy tính? Chỉ cần cậu mở lên là sẽ có người trò chuyện với cậu về việc sử dụng Internet không? À, tớ nhớ rồi. Bây giờ, cậu hãy dùng máy của tớ và nhấp chuột vào biểu tượng Miss Internet Selfie đi nào. Chào Rob. À, chào cô Anna. Đây là bạn học của em, Christy. Chào em, Christy. Em chào cô. Em vừa mở máy tính và nhấp chuột vào một thông báo trên máy tính thì màn hình của em chuyển sang màu đen và không làm gì được nữa. Cô giúp em với. Ồ, cô hiểu rồi. Nhưng đầu tiên chúng ta trò chuyện một chút về việc sử dụng máy tính nhé. Dạ. Chúng ta hay có thói quen khi nhìn thấy các thông báo trên máy tính hay chọn đồng ý, dù không biết nội dung là gì. Điều này thật sự không an toàn chút nào. Dạ, em không hiểu được các thông báo đó, nên em nghĩ mình làm thế để tắt thông báo cho nhanh đó cô. Không nên thế Rob nhé. Nếu không may trong thông báo ấy có chứa virus thì máy tính của em cũng sẽ bị giống Christy đấy. Vậy cô ơi, làm sao để chúng em không bị giống như thế nữa ạ? Xem nào, cô có một số mẹo này rất hay để giúp các em đây. Các em sẵn sàng chưa nè? Dạ rồi ạ. Trước khi các em nhấp chuột vào một đường dẫn hay nhập mật khẩu vào một trang web nào đó mà em chưa từng vào trước đây, hãy chú ý xem trang web ấy có đúng là trang web mà em đang tìm kiếm không. Như các trang này, trang nào là trang em cần tìm nào? Chúng giống nhau phải không cô? Khoan nào Rob, hãy nhìn kỹ lần nữa xem. À, em thấy rồi, chỉ có trang web đầu tiên mới đúng thôi. Đúng rồi đó Rob. Đôi khi các trang web sẽ gần giống nhau, nên sẽ làm em hiểu nhầm. Do đó các em cần quan sát thật cẩn thận trước khi nhấp chuột vào nhé. Có bao giờ các em nhận được thông báo thế này không? Khi gặp các thông báo chúc mừng hay thông báo có kèm các dòng chữ nhỏ bên dưới, các em cũng không nên nhấp chuột vào, vì đây chỉ là những thông báo giả và sẽ gây hại cho máy tính của các em. Ồ, thật nguy hiểm quá ạ. Vậy làm sao mình biết được một đường dẫn là an toàn ạ? Các đường dẫn bắt đầu như thế này và có biểu tượng chiếc khóa bên trái, có nghĩa là các đường dẫn ấy đáng tin cậy em nhé. Nếu em lỡ bị bấm nhầm vào thì phải làm sao ạ? Điều đầu tiên là em đừng hoảng sợ. Hãy nói chuyện với ba mẹ, thầy cô giáo hoặc một người mà em tin tưởng ngay lập tức. Hãy thay đổi các mật khẩu của em. Hãy thông báo tới bạn bè và người quen ngay lập tức, bởi họ cũng có thể là những nạn nhân tiếp theo. Và cuối cùng, hãy báo cáo các email rác đó để hệ thống máy tính xử lý. Chúng em cảm ơn cô. Chúng em đã biết thêm rất nhiều điều để sử dụng Internet một cách an toàn hơn. Christy ơi, bây giờ bọn mình sẽ cùng đem máy tính của cậu đi tìm thầy Peter để được giúp đỡ nhé. Ừ, bọn mình đi nào. Cảm ơn cô Anna. Các bạn ơi, khi lên mạng, hãy luôn chú ý những điều cô Anna vừa nói nhé. Còn nếu không may gặp phải trường hợp như Christy, hãy nói chuyện với người lớn bạn tin tưởng ngay lập tức nhé.